8 tháng 8 2018, nhân dịp kỷ niệm 9 năm lần đầu bị công an bắt, Phạm Đoan Trang đã tung ra bản PDF mới của cuốn Chính trị Bình dân với một số chỉnh sửa và bổ sung so với bản cũ. Bản PDF miễn phí của cuốn sách này được Trịnh Hữu Long giới thiệu trên trang Luật khoa tạp chí vào ngày 29 tháng 8. Tương tự như bản như lần tái bản đầu tiên vào ngày 27 tháng 2 2018, người muốn mua sách sẽ phải gửi tối thiểu 50.000 đồng vào tài khoản của quỹ lương tâm của Nguyễn Quang Nga. Toàn bộ tiền bán sách cũng được tặng cho quỹ đó. Cùng ngày 29 tháng 8, Nguyên Nguyễn đăng bài giới thiệu của Trịnh Hữu Long lên trang Facebook cá nhân của mình và kêu gọi cộng đồng chia sẻ. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Chính trị Bình dân được xuất bản lần đầu vào ngày 22 tháng 9 2017, khi Đoan Trang đang phải chạy trốn công an. Sách này được tái bản lần đầu vào ngày 27 tháng 2 2018, chỉ 3 ngày sau khi Đoan Trang được công an mời lên đồn làm việc, và nó đang được tái bản lần thứ hai khi Đoan Trang vừa bị công an đánh và đang chạy trốn công an. Như vậy, dường như Phạm Đoan Trang luôn bán sách Chính trị Bình dân khi đang bị công an gây sức ép hoặc nghĩ rằng mình sắp bị bắt. Khi làm vậy, có lẽ bà Trang nhắm đến hai mục đích song song. Một là tận dụng sóng truyền thông về việc mình bị đánh, bị công an rượt đuổi để bán sách. Hai là chuẩn bị cho mình một hình ảnh đẹp, có học để tạo thuận lợi dư luận khi bị gây sức ép hoặc bị bắt. Tuy nhiên, biểu đồ Google Trend cho thấy lượng tìm kiếm cụm từ Chính trị Bình dân chỉ tăng nhẹ ngay sau khi Phạm Đoan Trang bị đánh vào ngày 16 tháng 8, rồi giảm về bình thường từ đó đến nay. Như vậy, bà Trang đã thất bại khi định tận dụng lòng thương của độc giả để bán sách.